đố mấy bạn mua xe bánh đó nhiêu tiền đó. Làm sao biết được đúng không? 30.000 tiền bánh đó mọi người. Em lại được ghé chợ nè, nhưng mà cái chữ nhỏ quá em đọc không có ra. Chị nào đọc ra thì nói cho mọi người biết nha. Cái này già cả rồi không có thấy chữ. Bà bánh bò này bán sao bà? 5.000. Rồi bánh bò màu đó bán sao bà? Cái này cũng 5.000, hộp này 10.000. Bà cái này cái gì? Bánh gì bà? Sao vậy? Sao vậy hả? 5.000. Hộp này cũng 5.000 hả bà? Ừ, nó cốt đó, phải là sao vậy nó. Cái này cũng 5.000 hả bà? Đó cũng 5.000. Hai cái miếng xôi vậy mà bà bán có 5.000, hà rẻ thiệt luôn á. Có cô dừa bán sao hả chị? Nào. Có cô dừa? Ly 2.000. Ly 2.000 hả? Cho em 3 ly đi. Miếng 50 mà. Miếng 50 là 10.000 hả? Cho em chục đó chị. À, hổm gài cứ hứa đổ rau câu hoài mà không có thời gian đổ bên này mua cho mấy bà luôn nè. À, nói chơi vậy thôi chứ vài bữa nên em sẽ đổ rau câu nha mọi người. Tại vì em đi ra cho nên kiếm lá dứa không có ra. Cái lại có lá dứa thì mình đâu có cái gì để quay đâu, đâm không có nổi. Bán sao hả chị? 100.000, cái này 90, này 80. Cái này cũng 100 hả chị? Ừ, đó 100 luôn. Cắt cho em nửa cái cục đó. Con mua mùng tơi. Bán sao hả bà? Ngúng gì là 5.000 hả bà? Em mua miếng thịt heo để xuống xào với ngó lục bình chứ kiếm thịt bò không có ra. Dưa hấu nhiêu 1 ký chị? Cô đậu bán sao hả cô? Có bớt con không? Tại con có ăn rồi con mới muốn mua đó chứ. Dưa hấu thì cũng nhầm chỗ bán nha mọi người. Giống như ở đây nè, ta bán tới 10.000 một ký á. Còn hôm bữa em mua thì chỉ có 5.000 thôi à. Cái đồ hàng bông nó lên xuống bất thường vậy đó. Với lại mỗi chợ thì sẽ bán mỗi cái giá khác nhau. Vẫn là bún cá nha mọi người. Cho nó mau hết cá con ơi. Em nói cô là cho em cá ít thôi. Cô trả lời với em là cho nhiều cho mau hết cá con ơi đó. Bây giờ về tới ga rồi thì ông bắt cây đòn cho em đi xuống. À, đi chợ được một lần cũng có sung sướng đâu. Leo lên leo xuống mệt gần chết luôn á. Nhưng mà mê đi chợ thì phải làm sao bây giờ. Nhiều khi cái chợ mà xa xa ha, em lội gần 300-400 thước luôn mới tới được cái chợ á. Ờ vậy mà em vẫn đi hả. À, hôm nay em mua đồ ăn ít nha mọi người. Để bữa nào cũng mua nhiều quá sợ mấy bà la. Thôi hôm nay em mua ít xịu à. Chỉ mua bánh với đồ ăn giặt thì nhiều thôi à. Không có mua đồ ăn cơm nhiều chân. Tại hôm bữa mua còn. Chỉ mua 5.000 đồng rau. Trái dưa hấu đó là 16.000 á. Ở cái đậu 15.000, 2.000 quế nữa. Ghé mua cho ổng một tô hủ tiếu, em thì em ăn bún cá. Nguyên một khu bánh đó là 30.000. À đúng là bún ở trên xứ sở của người ta thì có khác nha mọi người. Bún cá ở trên đây em thấy nấu ngon á. Với lại người ta nấu bún riêu nhưng mà người ta vẫn bỏ cá à. Thôi vậy mình ăn bún cá cho rồi. À, nhưng mà thiệt sự là bún cá ở trên đây người ta làm ngon á. À, bún cá mà người ta nấu mình không có nghe cái mùi cá. Với lại cái thịt cá kiểu như người ta làm sao mình ăn kiểu như thấy nó khô khô vậy đó. Nó không có bị ướt ướt quá cho mình ngán á. Dạ lại ở trên đây em thấy người ta cũng kỹ á mọi người. Cá người ta lấy xương ra hết trơn, người ta không có còn miếng xương nào ở trong cá hết trơn á. Người ta vẽ sẵn ra cho mình luôn. Ở chỗ em á thường là người ta chỉ cắt ngang thôi hả chứ người ta không có xé sợi giống vầy. À, với lại cái thịt cá nó cũng không có được khô, nó kiểu như nó hơi ướt ướt á. Cá ở trên đây hình như em thấy người ta có cháy xả mọi người. Khi ăn á thì em nghe nó thơm thơm cái mùi xả. Với xả nó cũng dính trên cái miếng cá nữa. À, còn hình như ở chỗ em là không có xào lại á, người ta chỉ để như vậy rồi người ta đem người ta bán thôi à. Không có thấy nó dính miếng xả nào hết trơn á. Vậy bữa nào em làm thử cái món bún cá này coi. À, nếu như em làm thì em cũng chỉ suy nghĩ em làm thôi à, chứ không có chắc là sẽ giống người ta nha mọi người. Kiểu như cái cảm nghĩ mình làm sao thì làm vậy á. Chứ chắc không ngon bằng mấy cô ở trên đây nấu đâu. Thôi em mời mọi người ăn bún với em nha. Cái cô này có nhiệt tình lắm, xin miếng rau cổ hốt cho em một nắm. À, em là vậy đó, chỗ nào mà cho rau nhiều là khoái mà mốt em ghé em mua hoài luôn đó. À, tại nói như vậy thôi chứ không biết chừng nào mới có dịp ghé lại kênh đào này nữa. À, có dịp ghé thì nhất định sẽ ăn bún cá tiếp tục. À, có khi nào em mê bún cá rồi không ta, nói chơi thôi á. À, tại vì ở trên đây người Tết bán bún riêu lắm cho nên em phải ăn bún cá. À, nhưng mà bún riêu vẫn là chân ái của cuộc đời nha mọi người. Nói chung là cái món nào mà có rau muống bào là mê đó. Hủ tiếu không bỏ rau muống bào được cho nên em không ăn, chứ phải chỉ ăn hủ tiếu không bỏ rau muống bào được em làm luôn nữa. Rồi cái đầu chưa kịp khô nữa là bày ra ăn rồi. Chứ phải tranh thủ ăn để ăn thôi, hồi tới chỗ cân lúa rồi ăn không có được. Đợi mà khô cái đầu nữa là nhịn đói luôn đó.